Toyota Vios 2011 số sàn máy 1.5. Giá gửi tới cho tham khảo đó là 210 triệu đồng. 210 triệu. À ok bác Hà nhé, chúc ăn cơm buổi trưa ngon miệng này, cảm ơn bác Hà. Đấy, vừa ăn cơm vừa lướt tiếp. Cảm ơn bác Hà rất là nhiều. Rồi, vừa rồi thì em đã báo giá sơ qua một lượt rồi. Bây giờ em sẽ quay yêu cầu. Đấy. Anh chị em nhà mình Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân yêu của em Hương nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em Hương ô tô Hải Dương ạ. Hôm qua thì em có lên sóng nhưng mà vì một chút sự cố thì đang lên thì em lại xuống ngay, nên là không thể gửi lời chào tới khách hàng nhà mình được. Thì hôm nay các bác cho em Hương gửi lời chào sức khỏe tới khách hàng nhà mình, một tuần mới làm việc thật là hiệu quả và năng lượng này. Chào bác Xuân Cường, chào bác Văn Mạnh. Số điện thoại thì em Hương cũng đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Khách hàng nào mà quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình. Chào bác Hoàng Tử Bonsai, chào em Lê Hương. Bên em có BT50 không ạ? Bên em có bán tải BT50 anh nhé. Bán tải BT50 màu xanh đời 2015, số tự động máy dầu. Và em đang bán là 510 triệu đồng. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình về siêu phẩm bán tải BT50. Cũng như là kết nối qua Zalo cho em nhé, 0354602790. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Chào bác Xuân Vũ này. Bên đây thì em còn có siêu phẩm mới về đây. Một chiếc xe Xpander. Trong thời gian gần đây thì Xpander 7 chỗ ngồi là một trong những sự lựa chọn hàng đầu từ khách hàng nhà mình. Không chỉ sở hữu form dáng đẹp, máy số ngon mà còn hệ thống trang bị cho em là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Với động cơ trang bị 1.5 và máy Eco thì em nó chỉ rơi vào 6-7 lít trên 100 km đường kết hợp thôi. Nên chính vì vậy Xpander đang là một trong những cái dòng xe được khách hàng quan tâm rất là nhiều trong thời gian hiện tại nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương được không ạ? Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Đừng quên những lượt thích trang mới của em Lê Hương nhé. Xpander đời 2020, động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp, form dáng mới rồi. Xin nhan trên gương, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trì này đủ này. Ồ, khách hàng nhà mình thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Rất là nhiều xe đang được chào bán tại bên Lê Hương ô tô Hải Dương đây ạ. Xpander đời 2020, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 590 triệu. Máy Eco hỗ trợ trơn trượt, đổ đèo, đầy đủ cam lùi, cam hành trình. Xin nhan trên gương. Các bác nhìn form dáng mới 2020 của Xpander đây. Form dáng với mắt đa chấu về đèn pha phía trước này, cực kỳ xịn sò luôn. Chia sẻ mạnh tay nào khách hàng nhà mình thân yêu của em ơi. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Isuzu D-Max này. Isuzu D-Max là bán tải nhá, dòng SUV 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng có mọc thêm đuôi nhá. Còn đây là Xpander màu lô đẹp, hệ thống phanh ABS chống bó cứng này. Xin nhan trên gương nhá. Em Hương còn đang về thêm siêu phẩm Xpander đời 2020. Đăng ký 2021 nhá. Đăng ký 2021 chạy chuẩn họ 2 vạn. Bác nào mà quan tâm về Xpander số tự động màu trắng thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương ạ. Hôm nay em sẽ đi ra ngoài trước này, em chào anh Lê Trung Hiếu, chào bác Trương Nguyễn này. Em sẽ đi ra ngoài trước vì nếu như mà tí nó nóng quá là nó sập, không cho like nữa, em không kịp chào khách hàng của em cơ. Anh Trương Nguyễn ơi, anh Lê Trung Hiếu ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Ôi dồi ôi, nóng quá. Ở đây thì em có một siêu phẩm này, Kia Morning đời 2011, số tự động đẹp, giá chào bán chỉ có 218 triệu thôi. Siêu phẩm Kia Morning đây ạ, số tự động đẹp đời 2011, bản 1.0, giá chào bán 218 triệu. Đầy đủ cam hành trình, phanh ABS, xin nhan trên gương, màn hình giải trí đẹp rồi. 218 triệu cho siêu phẩm Kia Morning, số tự động đẹp với lớp sơn màu trắng. Hai vợ chồng đều có thể đi chung một chiếc xe nếu như tài kinh tế nhà mình nó hơi hạn hẹp nhé. 218 triệu trên livestream còn thương lượng thêm và bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Chào bác Long Giang nào. Khách hàng thân yêu của em Hương ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào.
Bên đây thì em còn có một chiếc xe Chevrolet Cruze với lốp sơn màu trắng đẹp biển 34, tư nhân gia đình sử dụng. Chevrolet Cruze đời 2012, động cơ trang bị 1.6 bản lắp ráp trong nước. Em Chevrolet Cruze này số sàn 2012 em Hương đang bán là 258 triệu. Hello em Hương, nay lại nắng rực rỡ rồi. Vâng anh ơi, nắng lắm. Nắng này là em Hương ngại lắm, thì rất là hay bị ốm mà. Còn bên đây em mới về chiếc 5 chỗ ngồi gầm cao, một em Eco Sport. Em này là bản tiêu chuẩn nhá. Chiều nay thì em sẽ lên sóng và video chi tiết em chỉ quay qua thôi, vì vừa mới cập bến bên em Hương. Biển trong tỉnh em luôn. Xin nhan trên gương, la răng thể thao đẹp, form dáng đẹp rồi. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport, chiều nay em sẽ lên sóng này. Em chào anh Nguyễn Trường ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi, đẩy thuyền đẩy view cho em nào. Hôm nay hay là mạng có vấn đề rồi mà khách hàng không thấy thông báo em Hương livestream nhỉ. Y10 bản đủ đời 2015, động cơ trang bị 1.0 này, siêu tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Y10 số sàn bản đủ đời 2015, giá chào bán là 248 triệu. Nhập khẩu số sàn Y10 bản đủ cho những bác nào mà muốn đi gia đình, cũng như là để lại nếu mà muốn chạy dịch vụ thì dòng này rất là êm nhé. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng này, túi khí an toàn, xin nhan trên gương. Một dàn nốp dày dặn đây ạ. Y10 248 triệu đời 2015 bản đủ đẹp. Bên đây thì em còn có một chiếc xe La City SE đây ạ. Xe tập lái em có 80 triệu anh Nguyễn Trường nhá, để lại số điện thoại và cùng em xem livestream một chút em sẽ quay này. Ở đây thì em có siêu phẩm La City SE với lốp sơn màu đen đẹp. Lắp lipo thể thao rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi đầy đủ cho em biển 89. Màn hình giải trí đẹp rồi. La City SE đời 2010 nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.6 em Hương đang bán là 225 triệu. 225 triệu nhá. Anh Nguyễn Trường ơi, tập lái đây. Một chiếc xe tập lái hay cũng chính là chiếc xe công vụ của em Hương đi mưa nắng hàng ngày đây. Một chiếc xe sờ Bắc Van đăng ký 2 chỗ ngồi đời 2008. Giá chào bán chỉ với giá là bao nhiêu là 80 triệu trên buổi báo giá ngày hôm nay. Trên buổi báo giá ngày hôm nay em để luôn cho mình còn 75 triệu. Một chiếc xe cỏ nhưng vẫn bớt luôn 75 triệu đồng. 80 triệu còn 75 triệu chiếc xe tập lái đây. Đây cũng chính là chiếc xe công vụ mà em Hà Hương hay đi hàng ngày nhá. Sờ Bắc Van đăng ký 2 chỗ ngồi, điều hòa mát lạnh, màn hình giải trí này. Cam lùi phía sau và có luôn cho em là cảm biến đầy đủ nhá. Bốn mắt cảm biến cam lùi đầy đủ rồi. Đẩy mạnh thuyền lên cho em nào các bác ơi. Em ốm thì cưỡi mui trần đi chơi, chơi tránh nắng. Mui trần thì bây giờ nó lại ăn xăng hơn một chút so với sở Bắc, nên là em lại muốn đi sở Bắc hơn. Chào bác Mi Kiều, khách hàng thân yêu của em nào, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Bên đây thì em về thêm chiếc xe Y10 này. Y10 màu bạc, Y10 màu trắng, Y10 màu đỏ em đều có nhá. Y10 đời 2015 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0 số sàn, em Hương đang bán là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Y10 màu đỏ của em Hương. La răng thể thao đúc đẹp rồi các bác này. Xin nhan trên gương, màn hình giải trí đẹp rồi. Y10 đây, 215 triệu đời 2015 còn thương lượng lộc lá thêm. Em chào anh Sở May Long Hải, chào bác Triệu Duyên Hòa. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên nào. Vừa rồi bác nào có nhắn tin qua Zalo cho em về dòng xe hơn 100 triệu thì em có Kia Morning này. Kia Morning bản full đồ đời 2011, động cơ trang bị 1.0, em này tập lái rất là ok nhá. Tập lái ok đây ạ, 128 triệu đời 2011. Quá là rẻ so với chất lượng xe cũng như đời xe này. 2011 mà giá chỉ có 128 triệu thôi. Phanh này, mâm này, nội thất cực đẹp luôn. Kia Morning bản full đồ nhá, 128 triệu xe tập lái cho mình. Chào bác Triệu Duyên Hòa, chia sẻ nhiệt tình lên khách hàng ơi, hôm nay mạng có vấn đề hay sao nhỉ? Nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh này. Chào em Hương, anh Sở May Long Hải ơi, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Bên đây thì em còn có một siêu phẩm CDX này. CDX đời 2009 nhập khẩu này. Với cái tầm tiền trên 200 kinh tế thì mình có thể sử dụng cho em một dòng xe CDX nhé. Nhập hàn nguyên chiếc đời 2009, động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán chiếc CDX này là 238 triệu. Vẫn còn thương lượng lộc lá thêm. Máy số ngon, thân vỏ đẹp. Bản sedan 2 đầu. 238 triệu, cửa lóc, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em.
Ở đây thì em còn mới về thêm một chiếc xe Kia Morning cơ. Nhưng em này mới về em xin phép bỏ qua, chưa có giá rồi. Chào bác Thái Nguyên nè, chia sẻ cho em nào. Chết rồi, hôm nay khách hàng đi đâu hết rồi. Một siêu phẩm Lacetti SE đời 2009 bản nhập khẩu đây. Em chào anh người lạ nhé. Anh người lạ ơi, em đang bận livestream nên là tin nhắn của anh này em chưa check được nhé. Nên là anh chia sẻ cho em nào. Tí nữa xuống livestream thì em sẽ tư vấn cho mình về dòng xe mà mình quan tâm nào. Quá đẹp luôn, cảm ơn anh Nguyễn Trường ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có màu đỏ. Em đang về thêm chiếc xe Eco Sport nhé. Anh người lạ nhé, 5 chỗ ngồi gầm cao thì em đang về thêm chiếc xe Ford Eco Sport đời 2016 mà giá chỉ hơn 400 thôi, số tự động đẹp. Anh người lạ kết nối Zalo cho em 0354602790. Xe về đến showroom là em sẽ alo cho anh luôn. Em chào anh Đặng Công Minh này. Ở đây em có Lacetti SE đời 2009 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6. Em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Hơn 400 triệu anh người lạ nhá, tại vì em chưa cân đối được về giá này. Để lại số điện thoại thì chiều nay em sẽ tí nữa xuống livestream em sẽ tư vấn cho anh luôn. Bây giờ thì anh cứ chia sẻ cho em Hương đi đã nào. Chia sẻ nhiệt tình lên các bác ơi, nắng như thế này ngày nào em cũng like, mỗi hôm qua là ốm quá là nghỉ thôi. Eco Sport 2016 màu đỏ nó phải rơi vào tầm hơn 460 một chút anh nhá. Eco Sport đây ạ. Hôm nay để em về thêm một chiếc xe Innova. Innova biển 34, nước sơn màu vàng cát đẹp đời 2011. Hôm trước bác nào mà bị trượt chiếc xe Innova đẹp của em thì hôm nay em về thêm một chiếc xe Innova nữa đây. Không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Innova đời 2011 bản E xịn tư nhân sử dụng, động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán là 275 triệu. Innova 275 triệu đời 2011 bản E xịn đây ạ. Bản E xịn đây ạ. Innova của em Hương đây các bác nhé. Màn hình giải trí này đầy đủ xịn sò rồi. Táp ly táp lô không khoan đục, máy số zin, sơn si sạch đẹp. Innova 2011, túi khí an toàn đầy đủ rồi. Giá chào bán chiếc xe Innova này của em Hương là 275 triệu. Số sàn, động cơ trang bị 2.0. Phanh này các bác nhìn hệ thống phanh này, lốp lắp rất là dày dặn luôn. Innova màu vàng cát đẹp của em Hương đây. Hôm nay mới về nhớ, mới cập bến bên em chỉ được tầm 10 phút thôi. Khách hàng nào mà quan tâm để lại số điện thoại em tư vấn này. Ở bên đây thì còn có bán tải này. Bán tải Isuzu D-Max đời 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017. Một dàn lốp mới này, lốp sơ cua thì em mới cho chạm đất, mới chạm đất được mấy hôm nay thôi. Thùng mới rồi, lên thùng cao. Giá chào bán 535 triệu. Máy dầu 2 cầu số tự động. Bao rút hồ sơ và vẫn thương lượng thêm cho mình. Đấy là Isuzu nhá. Đấy là dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV nhưng mọc thêm đuôi. Đấy là Isuzu D-Max. Còn đây là chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV bán tạ Tucson, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp. Một chiếc Tucson đời 2011, động cơ trang bị 2.0 2 cầu, máy xăng số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 455 triệu. 455 triệu cho chiếc xe Tucson 2 cầu, máy xăng số tự động đẹp của em Hương đây ạ. Thương lượng lộc lá thêm cho mình. Còn ở đây nay em lên like không nhận được thông báo của em Hương. Đúng rồi, chắc là mạng nó lại bóp rồi. Chứ nếu mà em bật like mà nhận thông báo là các bác vào ùn ùn ngay. Nhưng chắc hôm nay nó lại bị làm sao rồi. Ở đây thì em Hương có một chiếc xe Kia Morning bản SI này. Em mới về đây. Kia Morning bản SI với nước sơn màu lâu đồng rất là đẹp. Nhìn form dáng rất là xinh luôn. Bản SI đời 2015, đăng ký lăn bánh là 2016. Số sàn mà giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi. Kia Morning bản SI biển 99 này, đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương, bộ mâm đẹp, phanh ABS đây ạ. Kia Morning bản SI. Hôm trước bác nào bảo em nào có chiếc xe này thì gọi lại ngay cho anh, gọi lại ngay cho chị mà em quên mất. Chiếc xe đẹp như thế này, nội thất bên trong cũng một màu là màu đen, không ngoang mắt, không lè loẹt đâu ạ. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. 255 triệu cho chiếc xe Kia Morning SI đời 2015, đăng ký lăn bánh là 2016 này. Bộ đôi thể thao có cảm biến va chạm đầy đủ rồi. Chào anh Đỗ Trung. Bên đây thì còn có i10, có Innova. Innova bản G đời 2007, giá chào bán là 225 triệu. Kia Morning số tự động bản nhập khẩu đời 2009 đây, màu bạc biển Hà Nội. Nếu như bác nào kén biển Hà Nội thì em có này,
225 triệu. Fortuner máy xăng. Bên đây là một em khủng long bạo chúa này. Fortuner máy xăng đời 2013, một cầu bản 2.7, số tự động đẹp, 450 triệu. Gương kính cụp chỉnh auto, máy số ngon, màn hình cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Fortuner máy xăng đây ạ, biển 30 Hà Nội nhé. Một cầu máy xăng 450 triệu, 7 chỗ ngồi, số tự động đây ạ. Ở đây thì em mới lên sóng một chiếc xe Accent. Accent đời 2011 bản nhập khẩu. Em này là gốc chính là Sài Gòn. Thì vậy cái gốc của em nó là tương đương giá trị với Hà Nội đấy. Nếu như bác nào mà có về Hà Nội thì không mất đến 20 triệu tiền đổi vùng nữa đâu. Accent đời 2011 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán là 345 triệu, còn thương lượng lộc ná thêm. Lước sơn màu đỏ đẹp, bản sedan hai đầu, xi nhan trên gương, dàn lốp cực kỳ dày dặn này. Phanh ABS chống bó cứng này, ghế da cao cấp đầy đủ cho em, nhưng vì em một tay cầm ô không mở được. Accent nhập khẩu đây ạ, 345 triệu, còn thương lượng lộc ná thêm. Em chào anh Đỗ Trung, chào bác Giang Hân. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Hương lên trang cá nhân vào nhóm giúp em ạ. Vừa rồi thì em đã đi hết phần bên ngoài rồi, để nhỡ may mà vào đây cho nó đỗ nóng máy này, không nó lại sập mất. Đằng sau thì em Hương còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, Kia Sportage. Kia Sportage đời 2010, bản nhập khẩu, số tự động, tư nhân sử dụng, biển Hà Nội, 4 số nhé, tư nhân sử dụng, giá chào bán là 466 triệu cho chiếc xe Kia Sportage của em Hương đây ạ. Kia Sportage đây, đời 2010, bản nhập khẩu 2.0, 5 chỗ ngồi gầm cao, hội tụ tất cả công nghệ này, cửa sổ trời toàn cảnh này, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, máy số zin, phanh ABS, nốp lắp thì dày dặn, đèn bi salon đầy đủ rồi. 466 triệu đời 20. Đời 2010 bản limited ạ. Em cảm ơn anh Đỗ Trung nhé, quan tâm số mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Chào bác Phạm Tùng, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Anh Tùng ơi, anh Trung ơi, chia sẻ cho em được không ạ? Hôm nay mạng nó lại bóp em Hương rồi. Em nhìn không thấy khách hàng của em Hương đâu cả. Ở đây thì còn về thêm một siêu phẩm Accent này. Nếu như mà Accent số tự động mang đến cho khách hàng trải nghiệm nó không được thích, thì nhiều bác không thích số tự động thì thích đi số sàn cơ. Thì em về thêm hai chiếc số Accent số sàn nhé. Accent số sàn đời 2019 với lớp sơn màu lâu đồng đẹp, cực kỳ cứng cáp luôn. Sơn xi máy móc đều đẹp, biển 60. Accent màu đồng trước mắt khách hàng là mình là đời 2019. Và em Hương đang bán với giá là 428 triệu. Động cơ trang bị 1.4, xi nhan trên gương, đèn bi salon, giải đèn led đầy đủ nhé. 2019 Accent màu đồng đây, 428 triệu. Bên đây thì còn một chiếc Accent nữa đây, Accent màu đen số sàn đời 2018, động cơ cũng 1.4, em Hương đang bán là 416 triệu đây. Hai em này là gần như là xem tương đương nhau anh chị ạ. Xem tương đương nhau, Innova đúng không chị? Vẫn nhớ chị luôn đấy. Đấy, khách đến hôm trước cọc Innova, nay là đến để bàn giao xe rồi. Em chào anh Trần Trọng Rick. Em chào anh loại Dubai đúng không ạ? Em chào anh loại Dubai, chào anh Toàn Bùi. Chia sẻ cho em Lê Hương lên 100 khách hàng đấy, khách hàng nhà mình ơi. Tại vì hôm nay nó ẩn thông báo của em nên các bác không biết rằng hôm nay em livestream. Hôm trước thì em lại lắng quá, em ốm em nghỉ rồi. Chào anh Toàn Bùi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Chào anh Nguyễn Minh Quân, anh Quân ơi, hôm qua lắng quá, xong tối qua thì lại mưa nên bỏ một buổi live. Bây giờ vào live rồi, các anh chia sẻ nhiệt tình cho em lên nào. Một siêu phẩm bán tải Nissan Navara đời 2015, đăng ký lăn bánh lần đầu đời 2014 ạ. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Nissan Navara bán tải hai cầu, máy dầu, số tự động đẹp, biển Hà Nội, dưới 400 triệu các bác nhé. 398 thì không lên được. Sao em đang lầm bấm đây. 398 triệu. Chào bác Mít Sơn Cỏ Mây nhá. Ôi trời ơi, chào em gái em, chào anh ạ. Chào anh Yên Bùi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Đẩy view đẩy thuyền lên. Mặc dù cô Facebook cô đây rất là đỏng đảnh, cô đây bóp tương tác không cho em tiếp cận với khách hàng, nhưng em vẫn nhìn thấy khách hàng của em Hương ở đây. Khách hàng thân yêu của em, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Để em có thể thành công trong buổi live stream ngày hôm nay, để tiếp cận được với nhiều khách hàng. Đôi khi nó bóp quá đâm ra người mua và người bán nó lại bị cách xa nhau anh nhé. Chào bác Hoài Lê.
chia sẻ cho em nào. Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Hai cầu số tự động, động cơ trang bị 2.5, giá chào bán là 398 triệu. Chia sẻ cho em nhé các bác thân yêu nhá. Tập lái ở bên đây thì em còn có một chiếc Spark form nhắn nhỏ gọn một đầu. Spark 5 chỗ ngồi với nước sơn màu đỏ đẹp. Giá công khai là 93 triệu nhưng em này em hung xả cắt nỗ trên livestream luôn. Cắt nỗ luôn nhá các bác nhá. 85 triệu trên livestream, chốt cho em trên livestream đi ạ. Tập lái đi gia đình, điều hòa mát lạnh, máy số ngon, form dáng nhỏ xinh ạ. Em chào anh Cảnh Trần. Ôi, anh Cảnh Trần chắc phải 3 tháng không xem livestream của em Hương rồi. Chia sẻ cho em Hương được không ạ? Ở đây thì em có một chiếc xe Gentra đây. Một chiếc xe Gentra đời 2008 em Hương đang bán là 125 triệu đây. Động cơ trang bị 1.5 Gentra tập lái đây, 125 triệu. 125 triệu có Gentra đi. Em này là bản sedan 2 đầu các bác nhé. Biển 36 này, sơn màu đen đẹp. Tập lái đi, xe này được hơn rất là nhiều xe với xe máy đúng không ạ? Tránh mưa, tránh nắng, nếu như hôm qua mà đi xe máy đổ cả đường như thế thì làm sao đi xe máy được, gió to, không thể đi xe máy được. Thì ô tô chỉ có 125 triệu thôi ạ. Gentra của em Hương đây ạ. Đây em nhiều xe đẹp, em cảm ơn anh nhé. Lúc nào cũng phải từ 180 đến 200 đầu xe luôn. Chào anh Toàn Bùi, chào anh Hoàng Tử Bonsai. Ngày bán ô tô, trời ơi anh ơi, nay còn tiêm Covid mũi 4 đây. Tay còn đang đau dừ từ đây nhưng vẫn phải lên sóng báo giá khách hàng nhà mình. Nên là thương em Hương nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên nào. Có tiền anh sẽ xem qua. Cảm ơn anh Hoàng Tử Bonsai nhé. Chưa có tiền thì cứ ủng hộ em Hương bằng những lượt xem nhé, những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. Có tiền đến em sẽ xem xe bên em giá cực kỳ ok luôn. Chào bác Thịnh Hoàng ạ. Nếu như khách hàng ở đây bác nào mà đang quan tâm về những dòng xe như Isuzu máy dầu, Isuzu máy dầu một chủ sử dụng biển Hà Nội 140 triệu. Isuzu máy dầu biển 17, 17 đâu nhỉ? Thái Bình đúng không ạ? Biển Thái Bình đúng không ạ? 160 triệu đời 2006, công trình công trường nước non như thế nào, đường ngập lụi thì các bác đi Isuzu máy dầu cho em. Tiết kiệm được chi phí cũng như là chết rồi lại lơ rồi. Tiết kiệm được chi phí cũng như là máy số thì cực ngon nhá. Nó lại cứ đơ đơ thế này, chán thật sự luôn. Chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Avel, Chevrolet Avel đời 2018 này. Đời rất là cao mà giá rất là rẻ này. 255 triệu Chevrolet Avel đời 2018, động cơ trang bị 1.4 số sàn. Đấy các bác nhìn logo Chevrolet Avel ạ, form dáng xịn xò luôn. Đèn halogen có đèn gầm rồi, máy số ngon, điều hòa mát lạnh. 2018 Chevrolet Avel 255 triệu thương lượng lộc ná thêm. Bên đây thì em còn có một chiếc xe i10. i10 là bên em Hương nhiều nhất vẫn là i10 và Vios. À chiếc xe Vios đời 2018 form 2019, chiều qua thì em Hương có khách Quảng Ninh sang cọc rồi. Có khách cọc rồi nên là các bác sẽ phải dừng chiếc xe đấy rồi, em đã bảo rồi, xe đẹp không quá 24 giờ đâu. Có bán nợ không em? Có bán nợ luôn bác Yên Bùi ơi. Đến với em Hương thì giá nào cũng bán, lọ cũng bán luôn. Chào bác Hùng Cường, chào bác Yên Bùi, chào bác Tự Trần. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Bên đây thì em mới về một chiếc xe i10 nhập khẩu đời 2015. Động cơ trang bị là 1.2 số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 328 triệu. 328 triệu bản đủ nhá, số tự động đẹp. Ghế da ngon đành rồi, màn hình cỡ lớn. Sao? Này. Em sao ấy? Vào lại đi, vào lại đi. Tắt đi, vào lại đi chị. Vào lại rồi. Đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? À? Trời ơi, cô Facebook cô quá đồng đảnh luôn. i10 đây, i10 nhập Ấn Độ đời 2015. Số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.2, em Hương đang bán là 328 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi, màn hình Bilotech, đề lỗ thông minh, động cơ 1.2 siêu tiết kiệm nhiên liệu, 4 máy cực khỏe luôn. Em chào anh Quan Lê, chào anh Đình Vĩnh ạ, chia sẻ cho em nào. Nhiệt tình chia sẻ cho em được không ạ? i10 màu trắng đẹp đây, rồi quá là nhiều khách hàng. i10 số sàn đi bác ạ. À. Ok, ok bác Nguyễn Việt Hằng này, ok, một bác rất là xinh gái luôn. Em sẽ lên cho chị một chiếc xe i10 mà em cảm thấy máy số rất là ngon,
Mà cái giá, ôi trời ơi, mà cái giá tiền này em xin. Sống làm sao cho em xin miếng nước đã. Sống làm sao mà cứ sau lưng là sợ. Sống chắc là cứ sợ là bà ám sát. Này sống tốt lắm này này. Xe Y10 100 triệu. Y10 100 triệu thì em không có anh Chính Đình ơi. 100 triệu thì chỉ đi Sà Bắc thôi. Đây chị Hằng ơi, đây nhá. Một chiếc xe Y10 đời 2015 nhập ấn nguyên chiếc, động cơ trang bị 1.0 số sàn, nước sơn màu trắng đẹp, 218 triệu. Nhưng chị là nữ, trên livestream ngày hôm nay để cho chị có xe đi lại. Đàn ông hay đàn bà, nam hay nữ bây giờ đều phải đi ô tô rồi. Chị là nữ nên em để cho chị chiếc xe Y10 này còn 210 triệu đồng cộng bao rút hồ sơ. Chưa cần biết khách hàng có cần bao rút hồ sơ hay không, nhưng mà cái lòng thảo của người bán hàng này em đây, em sẽ bao rút hồ sơ cho chị và để cho chị với cái giá là 210 triệu đồng. Màn hình giải trí trần da 5D, ghế da xịn sò màu đen và màu đỏ cực kỳ trẻ trung. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Gương kính thì auto tự động cao băng nhá. 2015 nhập khẩu đây, Y10 lên cam lùi đầy đủ rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu đây, trong đô thị chỉ có 7 lít thôi, còn ngoài đô thị chỉ có 5 lít thôi. Vì sao Y10 nó là một trong những dòng xe quá là những khách hàng. Cho anh xem Eco ạ. Anh ơi em sẽ quay tạm cho anh một chiếc Eco này là số tự động này. Còn một chiếc Eco em mới về, anh Khanh Vũ ơi để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Chính Đình ơi, chị Nguyễn Việt Hằng ơi để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn kết nối qua Zalo gửi hình ảnh video chi tiết cho mình. Anh Khanh Vũ ơi để lại số điện thoại cho em này. Một siêu phẩm Eco đời 2016 số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5, giá chào bán là 425 triệu chiếc xe Eco biển Hà Nội. Form dáng 5 chỗ ngồi gầm cao, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ rồi. Eco của em Hương đây, bản titanium cao cấp, nhiều túi khí an toàn các bác nhé. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Eco Sport 425 triệu cộng bao rút hồ sơ, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. 10 triệu đồng trên livestream. Chỉ trên livestream thì em mới cái bán với cái giá gọi là phá giá thị trường luôn. Phương châm là không nói thách, khách đến mua xe giá nào cũng bán nhưng em không nói thách. Và giá xe thì cam kết với chất lượng luôn, đi đôi với chất lượng. Eco đây ạ, anh Khanh Vũ để lại số điện thoại nhá. Em còn đang về thêm một chiếc Eco nữa mà em thấy chất lượng xe cũng rất là đẹp luôn, xứng đáng đồng tiền mà mình bỏ ra. Chào bác Phạm Mỹ Hạnh này, chào bác Phạm Tiến Xuân này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương được không ạ? Y30 đời 2009 đây, form dáng G, bản Crown cao cấp full kịch, gương kính thì auto tự động. Y30 biển Hà Nội, bác nào biển Hà Nội lấy về thì không mất đến 20 triệu tiền phí sang chuyển đổi vùng nữa này. Y30 đời 2009 nhập Hàn nguyên chiếc, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế này, đèn bi salon, đèn gầm, xi nhan trên gương, cửa lóc đầy đủ nhá. 308 triệu, cắt luôn cái lẻ trên livestream, còn 300 triệu tròn trên livestream ngày hôm nay. Động cơ trang bị 1.6 nhập khẩu, em Hương đang bán đây. 308 còn 300 triệu tròn trên livestream. Động cơ 1.6 nhá. Phanh ABS đầy đủ rồi. Em này không chỉ có sấy sưởi kính này, có luôn cả sấy sưởi ghế này. Cho anh xem con Vios 2005 Lào mà cửa tiền dưới 200 triệu không. Anh Chính Đình ơi, nếu như 200 triệu của anh, em sẽ để cho anh Vios bản E xịn đời 2009 luôn. Đấy. Khi mà mua xe bên em Hương nhá, 200 triệu anh có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Vios đời 2009. Đời 2009 luôn, không phải 2005 đâu anh nhá. Anh Chính Đình này, một chiếc xe Vios bản Limo đời 2010, động cơ trang bị 1.5, em Hương đang bán là 206 triệu. Em này là bản Limo nhá, động cơ trang bị là 1.5, 206 triệu này. Biển 99 này, em này là Vios đời 2009, động cơ trang bị 1.5, bản E xịn đời 2008, giá chào bán 208 triệu. Anh Chính Đình này, nó còn hiển thị luôn là fan cứng 1 này, tức là khách hàng thân thuộc của em Hương rồi. 208 triệu, còn 200 triệu tròn cho anh Chính Đình. Vios bản E xịn đời 2009 này, Vios đời 2010 bản Nemo lông thành E rồi, 206 triệu để cho anh Chính Đình, còn 200 triệu tròn. Anh Chính Đình để lại số điện thoại cho em,
và bình luận chốt trên livestream em để cho anh chiếc này còn 200 triệu tròn. 200 triệu anh chỉ mơ đến đời 2005, nhưng trên thực tế em hướng sẽ để cho anh đời 2009 luôn. Giá chào bán 200 triệu tròn đã bớt trên livestream. Cọc luôn trên livestream cho em đi ạ. Cho anh xem Vios đời 2012-2013 số sàn. Hiện tại thì em chỉ còn Vios đời 2011 và 2010. Và một chiếc xe Vios máy đen đời 2016 em đang bán là 365 triệu. Nhưng mà em đang cho đi dọn, chưa về anh nhé. Anh Hoài Leo, em có một chiếc xe Vios zin đẹp sử dụng tư nhân, không taxi, không khoan đục. 2016, 365 triệu, em đang trên đường về. Về rồi nhưng đang đi dọn nội thất ạ. Nên anh để lại số điện thoại cho em ạ. Chào bác Giang Hân, chào bác Gia Hân này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Bác Hoài Lê này, bác Chính Đình ơi, để lại số điện thoại cho em. Bác Chính Đình là fan cứng của em Lê Hương rồi. Chẳng lẽ fan bình thường, khách hàng xa em còn bớt được giá đẹp. Và chẳng lẽ bác Chính Đình mang tiếng là fan cứng mà không để cho bác được một chiếc xe đẹp mà giá đẹp sao? Đời 2009 em để cho mình đúng 200 triệu tròn luôn. Đấy. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chào anh Nguyễn Tuấn Linh ạ, Lào nhiệt tình lên. Mo Linh ạ, úi dồi, đứng cạnh ngay Mo Linh luôn. Anh Nguyễn Tuấn Linh ơi, anh quan tâm về Mo Linh số sàn hay là số tự động, và màu trắng hay màu đỏ hay màu bạc? Mo Linh nhà em là full bảng màu, xanh đỏ tím vàng em đều có hết anh nhá. Em sẽ lên sóng trước này. Một chiếc xe Kia Mo Linh đời 2016 số sàn, động cơ trang bị 1.2. Chiếc xe Mo Linh này em Hương đang bán là 218 triệu. Kia Mo Linh màu đỏ 218 triệu, lắp hết lẹp chân kính rồi. Màn hình giải trí này, sơn si sạch đẹp, nội thất bên trong gọn gàng. Vô lăng cũng như là ghế da là hai màu đen và trắng, trẻ trung và năng động. Lên bộ mâm xịn sò cho em, phanh này, hệ thống phanh này, lên bộ mâm đẹp rồi. Chiếc xe màu trắng này em đánh giá rất là cao luôn. 218 triệu đời 2016 Kia Mo Linh, động cơ trang bị 1.2. Số tự động thì em còn có đời 2011, giá cũng chỉ có 218 triệu thôi, Kia Mo Linh màu trắng ạ. Anh Nguyễn Tuấn Linh ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Để lại số điện thoại cho em này. Kia Mo Linh thì đấy, em còn một dàn Kia Mo Linh nữa cơ. Chào bác Hùng Xuân, chào bác Phạm Ngọc Trang, chào bác Đỗ Tiến Lợi. Chia sẻ lên 100 khách hàng cho em ngày hôm nay đi ạ. Mặc dù không được ủng hộ nhờ cô Facebook, cô đấy bóp tương tác nhiều quá, nhưng em vẫn nhìn thấy khách hàng thân yêu của em Hương. Không có gì có thể ngăn cản giữa chúng ta đúng không ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Thả tim thả like cho em đi ạ. Ở đây thì em có Kia Mo Linh màu xanh đời 2016, giá chào bán 215 triệu cho chiếc xe Kia Mo Linh màu xanh của em Hương đây. Động cơ trang bị là 1.25 số sàn, màn hình giải trí cỡ lớn, sơn si sạch đẹp, máy số ngon, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Bên cạnh chiếc xe Kia Mo Linh màu xanh thì em còn chiếc xe Kia Mo Linh màu trắng này. Em này cũng là số sàn đời 2016, giá chào bán 215 triệu. Em này thì vẫn là mâm nguyên bản của nhà sản xuất nhé, chưa lên mâm thể thao, chưa lên mâm đúc hợp kim. 215 triệu đời 2016 màu trắng đẹp, màn hình giải trí cỡ lớn rồi, xịn sò luôn các bác rồi, máy số thì ngon. Em chào anh Nguyễn Quốc Toàn, chào bác Nguyễn Tùng. Nào nào khách hàng ơi, chia sẻ cho em Hương lên nào, accent hay là quan tâm về cái gì thì cứ bình luận phía dưới cho em. Chào bác Nguyễn Tùng này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Mo Linh đời 2010, biển thủ đô Hà Nội, gốc Hà Nội đây. Xin nhan trên gương đèn halogen rồi. 225 triệu đời 2010, động cơ trang bị 1.0. Vì chắn mưa, la răng thể thao đẹp rồi, có con. Có con gì nhỉ? Aris ạ, Aris màu đỏ không? Em không có Aris màu đỏ anh nhá. Màu đỏ em chỉ có Accent này, Mazda 3 này, Kia Seltos Coupe này, Mo Linh và i10. Và em đang về thêm một chiếc xe một Isuzu D-Max này. Đấy là những chiếc xe màu đỏ mà em Hương đang có này. Em chào anh Liêm Trần, chào anh Hiền Nguyễn này. Kia Mo Linh đời 2010, số tự động đẹp, form dáng nhỏ gọn, màu sơn màu xanh, lạ mắt, độc lạ mát mắt cho mình. Đây không khác gì một cốc trà giải nhiệt mùa hè đây ạ. Nhìn cái xe nó mát mắt hẳn luôn.
số tự động đẹp mà giá cực kỳ mềm luôn. Túi khí an toàn đầy đủ rồi. 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương. Mazda thì em có Mazda 3 đời 2017 form dáng mới, phanh tay điện tử, hai chế độ lái. Mazda đây, Mazda màu đỏ 5 chỗ ngồi, bản lắp ráp trong nước đời 2017, giá chào bán 555 triệu, cửa lóc đầy đủ, xin nhan trên gương. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng cả 4 bánh này. Đời 2017, hai chế độ lái à? Hai chế độ lái và em này có cả hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng. Phanh tay điện tử đây, 555 triệu, có con Gentra nào không anh Huyền Nguyễn ơi? Ở đây có một chiếc Gentra là sinh ra là dành cho anh Hiền Nguyễn rồi. Một siêu phẩm Gentra đời 2008, động cơ trang bị 1.5, số sàn biển 36, nước sơn màu đen đẹp. Gentra chỉ với giá 125 triệu đi thay một chiếc xe máy cho em. 125 triệu có Gentra đi nhá. Vì chắn mưa này, nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng. Màn hình giải trí vô lăng 3 chấu đây. Không ai có thể ngờ rằng đây là bên trong nội thất của chiếc xe Gentra chỉ có 125 triệu. Giật mình luôn đúng không ạ? 125 triệu nó vẫn phải xứng đáng với 125 triệu. Một dàn lốp mới này, mâm đúc thể thao rồi. Ốp hết cả cái phần nè. Là gì nhỉ? Cụm đèn pha phía trước, ốp mạ chrome cao cấp rồi. Gentra đây anh Huyền Nguyễn ơi, 125 triệu trên livestream ngày hôm nay. Chốt luôn cho anh còn 120 triệu. Đấy, chỉ bằng một chiếc xe SH của mình thôi. Nhưng mà tránh mưa, tránh nắng này. Đi chơi xa, đi ăn cỗ quá là ok. Em chào anh Lam Lam. Chào anh Hoàng Tấn này. Anh Hiền Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn gửi hình ảnh video chi tiết động cơ máy móc của chiếc xe Gentra đây ạ. Gentra của em Hương đấy ạ, rất là nhiều luôn. Ở đây bác nào công trình, công trường hay tiếp xúc với nước hay với đèo, muốn mua một chiếc xe vừa đi gia đình vừa đi công trình, công trường, thì em có một chiếc xe Santa Fe. Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007, nhập Hàn Quốc nguyên chiếc. Động cơ trang bị 2.0, số tự động đẹp, 7 chỗ ngồi Santa Fe bản Gold máy dầu nhá. Sơn si sạch đẹp, máy số ngon, giá chào bán 215 triệu chiếc xe Santa Fe. Màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình. Xin nhan đầy đủ rồi, xin nhan trên hông các bác ạ. Có con Hyundai i10 giá bao nhiêu vậy, có trả góp được không? À, để em tư vấn một chút về cái đường trả góp nhá. Từ đời 2015 và giá trị xe từ trên 300 triệu trở lên là em sẽ có trả góp cho mình được. Đời xe đời 2015 và giá trị xe là trên 300 triệu là có thể trả góp được anh Lam Lam nhé. Còn dưới 300 triệu và đời xe dưới 2015 là không thể làm trả góp được. Anh Hoài Lê quan tâm Vios 2010 thì em sẽ quay lại cho anh Vios 2010 đây. Vios 2010 biển 99 bản sedan 2 đầu, nước sơn màu đen đẹp. Xin nhan trên gương. Một dàn lốp còn dày dặn này, hệ thống này, mâm đẹp, phanh ABS hai bánh trước. Động cơ trang bị 1.5. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng. Ghế da này, em này là số sàn. Túi khí an toàn đầy đủ. 206 triệu chốt trên livestream cho khách hàng nào quan tâm chiếc xe Vios này của em Hương. Còn 200 triệu tròn đây ạ, còn 200 triệu tròn, xin nhan trên gương. Đây là bản limo nhưng mà lưng lên nhá. Còn đây là bản e xịn, bên đây là bản e xịn, Vios bản e xịn biển 36 này. Thiên thần giăng cánh đứng ở trước đây. Trả góp thì tùy vào tỉnh anh Nam Nam nhá. Trả góp thì tầm ít nhất từ 50 cho đến 70% giá trị xe. 7 chỗ máy dầu em có Isuzu và Santa Fe bản Gold máy dầu anh nhá. Anh Nguyễn Dũng ơi, chào bác Chiều Tím. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, để lại số điện thoại cho em. Chào anh Nguyễn Đình Lan, xe đẹp em cảm ơn anh ạ. Anh Hoài Lê ơi, bên cạnh chiếc xe Vios đời 2010 em còn 2009. Em này thì là bản e xịn của em Hương này. Bản e xịn máy số ngon, sơn si sạch đẹp, sedan 2 đầu. Vios bản e xịn đây ạ, giá chào bán 208 triệu. Trên livestream chốt luôn cho mình còn 200 triệu tròn trên livestream.
còn 200 triệu tròn đây ạ. La răng 5 chấu dạng phay, lốp lắp dày dặn, động cơ 1.5. 7 chỗ máy dầu thì em còn Santa Fe bản Gold máy dầu và Isuzu máy dầu nhá. Santa Fe thì vừa em quay qua rồi, Isuzu vừa em cũng quay qua rồi. Em quay lại cho anh Dũng một chút này. Anh Dũng ơi, để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhá. Bản Gold máy dầu số tự động em có Santa Fe đây. Santa Fe đến từ nhà Hyundai. 7 chỗ ngồi số tự động đây ạ, xe nhập Hàn các bác nhá. Giá chào bán 215 triệu cho chiếc xe Santa Fe bản Gold máy dầu. Màn hình giải trí túi khí an toàn đầy đủ cho em, ghế da căng mọng luôn. Trần da 5D, cửa lóc xịn sò. Santa Fe bản Gold máy dầu số tự động đẹp, giá chào bán 215 triệu còn thương lượng thêm cho mình. Chào bác Cường Đoàn này. Để lại số điện thoại cho em nếu như quan tâm về mẫu xe nào bên em. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Accent. Xin Hyundai Accent đời 2019 bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, em này có hỗ trợ cho em này. Tức là liếc đèn theo vô lăng. Khi mà vô lăng các bác quay đến đâu thì em này sẽ có hệ thống mắt đèn pha là liếc theo đến đấy nhá. Hệ thống đèn pha thông minh liếc đèn theo vô lăng này. Rất là xịn sò luôn, đèn bi salon giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ này. Zin đẹp từng con ốc, bao tết hãng toàn quốc cho mình. Accent đời 2019 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.4, 495 triệu. Bao rút hồ sơ, cộng giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream ngày hôm nay. Em chào anh Thanh Phan này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Accent của em Hương đây ạ, Accent đời 2019 nhập khẩu nguyên chiếc đây. Đèn bi salon đầy đủ rồi. Còn nếu như bác nào mà không thích số tự động màu đỏ thì em có một chiếc xe Kia Rio. Kia Rio nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015, số tự động đẹp. Bác thư ký ơi, cho em xin hấp nước đi, khát nước quá. Kia Rio đời 2015 nhập khẩu đây, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán là 379 triệu, biển là 20 nhá. Em có một cặp Rio luôn. Nếu như các bác nào mà đang quan tâm về Rio, em có một cặp Rio này. Rio này 379 triệu đời 2015. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, màu trắng biển 20. Thì bên cạnh chiếc xe này em cũng có một chiếc xe nữa, cũng là Kia Rio này. Kia Rio đời 2015, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2015 đây. Giá cũng là 379 triệu. Em biển 20 này thì vẫn là đèn halogen. Còn em biển 23 này là đèn bi salon rồi. 379 triệu, một trong hai chiếc xe đều thương lượng lọc lá thêm cho mình. Đầy đủ hết rồi, màn hình giải trí đề lổ thông minh. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em đây nào các bác ơi. Santa Fe, anh muốn đổi con Gencha 2009 được không anh? Được luôn anh Hiền Nguyễn ơi, được luôn anh ạ. Chỉ cần rằng là xe không đâm xô và không ngập nước thì em đều có thể đổi cát cho mình. Hồ sơ chủ mã đầy đủ và không tranh chấp, không phạt nguội anh nhá, là ok luôn. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Y30 này. Em chào anh Lô Dần nhá. Y30 đời 2008 này. Số tự động đẹp bản nhập khẩu. Anh để một chai nước bố đen ở trong kia ở đâu mất. Chào anh Lo Dần, chào anh Tuyến Vũ này. Ở đây thì em Hương có Y30, Y30 đời 2008 nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.6, giá chào bán 275 triệu. Nước sơn màu xanh đẹp, nhập Hàn nguyên chiếc, cửa lóc đầy đủ. Không chỉ có sấy sưởi kính mà có luôn cả sấy sưởi ghế này. Đèn bi salon phanh ABS xi nhan chân hông. Không đâm xô, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ. Em này thì không làm trả góp được các bác nhé. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, màn hình giải trí rồi. Em này là số tự động giá rẻ dưới 300 triệu. 275 triệu có xe Kia Rio đi các bác này. À, có xe Hyundai Y30 đi này. Còn bên đây những bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe 7 chỗ ngồi thì em có Kia Carens nhé. Kia
Cayenne đời 2010, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 270 triệu. Trên livestream ngày hôm nay để luôn cho mình còn 260 triệu. 7 chỗ ngồi, số tự động đẹp, màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Chia sẻ nhiệt tình các bác ơi, hôm nay em Hương đi tiêm Covid về tay thì đau. Gào thế này mà các bác không ủng hộ em Hương nữa à. Vừa rồi bác nào hỏi em về i10 rẻ nhất thị trường nhà em đây. Một chiếc xe i10 đời 2013 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.1 biển Huế này. i10 168 triệu, máy số ngon, sơn si sạch đẹp. Thay cho em một chiếc xe máy thì đi i10 của em Hương nhé. i10 2013 nhập khẩu 1.1 168 triệu. Bên đây thì em có chiếc xe i10 đời 2016 này. i10 số sàn đời 2016 bản đủ, em Hương đang bán là 268 triệu. Bản đủ sẽ khác với bản thiếu là em nó sẽ có xi nhan trên gương này. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm và bên trong xe thì có túi khí tổ hợp phím bấm trên vô lăng. i10 bản đủ 2016 nước sơn màu trắng đẹp, 268 triệu đời 2016, động cơ trang bị 1.0. Màn hình cam hành trình, cam lùi, cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi, có túi khí an toàn. Một bộ mâm đẹp, lốp láp dày dặn nhá. 268 triệu bao rút hồ sơ, cắt luôn cái nẻ cho mình còn 360 triệu tròn bao rút hồ sơ, chốt trên livestream cho em. Chốt trên livestream còn 360 cộng bao rút hồ sơ. Bên đây thì em có Honda CRV. CRV đời 2009 nhập khẩu. À, bản này lắp ráp trong nước này. CRV bản lắp ráp trong nước. Đời 2009 giá chào bán 408 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đẹp, có Honda CRV đi nhá. Honda CRV cắt luôn trên livestream còn 400 triệu tròn cho mình. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. i10 đời 2015 bản nhập Ấn, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp, biển 34. Em Hương đang bán là 320 triệu. Bản đủ 320 triệu, sơn si sạch đẹp, số máy ngon này. Có lẽ là em sẽ quay lết lốt chiếc xe này thì em sẽ nghỉ thôi, lắng quá em khó thở quá. Đây là chiếc xe Vios mà em Hương vừa mới về đây. Vios bản e xịn đời 2016 lên đèn bi salon. Xin nhan trên gương, có Vios bản e đi nhá. Chiếc xe Vios này em Hương đang bán với giá là 365 triệu. Đời 2016 số sàn. Phanh ABS form dáng mới rồi, em này là máy đen nhá, không phải máy trắng ạ, máy đen ạ. Máy số cực khỏe luôn. Xin nhan trên hương, phanh ABS đầy đủ rồi. Vios bản e xịn, không taxi, không dịch vụ, xịn sò. 365 triệu đời 2016 này. Chào bác Công Lào Cai, con chào dì Vũ Huế này. Chào bác Phạm Sĩ này. Hôm nay thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em rồi. Có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Nay tiêm Covid về vừa đau tay vừa nắng khó thở quá các bác ạ. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em. À chết rồi, em kết nối Zalo rồi, ok anh ạ. Vừa rồi em không nhìn thấy cái bình luận của các anh ở dưới đây cơ. Giờ mới nhìn thấy này. Địa chỉ bên em ạ, anh Hoài Nê ơi. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Để lại số điện thoại em Hương sẽ kết nối Zalo cho mình. Em sẽ gửi định vị qua Zalo. Chỉ cần để lại số điện thoại thôi, không có số điện thoại rất khó làm việc nhé. Anh Hoài Lê này, anh Hiền Nguyễn ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình. Và có lẽ thì hôm nay em Hương sẽ xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Để nghỉ thôi, hôm nay em mệt quá, vừa đi tiêm về tôi thì đau mà đang sốt rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng đã theo dõi và xem hết buổi báo giá livestream ngày hôm nay của em Hương nhé. Hôm nay thì em Hương về thêm i10 số sàn và số tự động. Em về thêm Vios đời 2016 số sàn 365 triệu. Về thêm Innova bản e xịn, không taxi, không dịch vụ, 2011 giá chào bán 275 triệu. Những bác nào quan tâm thì kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Và em cũng xin tự giới thiệu, em là Lê Hương ô tô Hải Dương, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì cứ kết nối Zalo cho em để được làm việc trực tiếp với em Lê Hương nhé. Và bác nào cũng chưa đăng ký kênh thì cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh ạ. Em chào anh Hồ Quang Bường, chào anh Bùi Bình, chào anh Trình Phong.
Có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Khi bây giờ em xuống livestream thì em sẽ tư vấn hết, giải quyết hết tất cả những Zalo mà khách hàng đang gửi cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào 11:30 ngày mai. Dù nắng hay mưa thì em cũng lại lên báo giá trực tiếp cho mình. Những dòng xe chỉ từ 75 triệu cho đến gần 1 tỷ. Những dòng xe mua trần em cũng có ạ. Đừng quên những lượt thích, like và chia sẻ mới cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.